trang siêu resort. Tránh mắt những sóng gió cách trở. Và cầu mong cho có thật nhiều khách hàng đến sử dụng dịch vụ ạ. Xin Đức Mẹ phù hộ cho Chua Y sẽ yêu được Quy Ma La. Lạy Ngài, hết chuyện đi xin rồi sao? Đùa giỡn với Đức Mẹ như vậy hả? Ôi chết, linh nghiệm thật đó. Em ơi, em ơi. Ôi từ từ, em Quy vội đi đâu vậy? Định làm trái lời Đức Mẹ sao?